Ngon ngọt dẻo béo luôn rồi đó. Chị thấy chưa? Thấy em, thấy em bao ăn luôn ngọt dẻo béo. Ok. Để làm mấy người ăn luôn. Ok. Yeah. Để cho làm mọi người ăn chứ mấy bao nhiêu đi. Chú hỏi là sao biết dẻo hay à? Mẹ tiền à. Ba trăm người. Ba ký. Ba ký hả? Dạ, chưa tới 3 ký. Ba ký. Thêm trái nữa. Dạ. Giận té em á con. Vậy thử giùm em cái chị. Cái xuất sắc hơn như này nữa, cái này cũng chưa đạt mấy. Xuất sắc hơn nãy là chị. Cái này nó chín nhiều hơn nãy, này nó đông chắc chắn nó ngọt hơn. Cái nãy là béo nhiều hơn, cái này ngọt hơn. Ok đúng không? Dẻo béo nhiều. Cái nãy là chín hơi nhiều xíu. Té té.
Ừ, em xuống con. Bán chị trái. Bán chị trái. Bán chị trái. Trái nào ngon á. Cho nó vô trong này, Thanh nó cầm cái dao mà nó chạy, mấy nhỏ chạy. Cái hộp bự quá. Chỉ bao chị ngon thôi, còn cái hộp mình đâu can thiệp được anh. Cái giống đó nè. Còn cái này nha. Dạ. Cái đó biếu, cái này ngon biếu. Cái tay dẻo ghê vậy. Học lép à, không bự đâu, người đẹp. Học lép nha. Cái muối nào muối lép bự ha. Muối nhỏ lấy cái nhỏ. Đem lựa cái nhỏ ra nha. Thêm cho chị một trái nữa coi, khui xong rồi chị kêu thêm một trái nữa coi. Thích muối nhỏ quá, thích muối bự. Dạ. Cấp nè cho học chiếu dữ trời. Chiếu như gương chiếu yêu ha, thử miếng cái chị. Nói không thử là biết ngon rồi, nhìn là biết ngon rồi. Ok. Mày thử đi, thử đi. Tại mày dơ mày không thấy. Dạ, 595.000, 200 thử đi. Nhìn là thấy cần đây nè. Không. Không ăn. Thích muốn nhả. Về
sầu riêng em bán mỗi ngày không đủ bán nữa. Dạ. Chạy ở bên chuyên viên mua cho chị hộp thuốc luôn. Thích bỏ thuốc rồi chứ không có thuốc không ăn không ngon. À, thích bỏ thuốc rồi. Chị khách là không có thuốc là ăn không có ngon. Dạ. Chị khách nói nha, chứ không phải là em nói nha cô trong. Ok. Rồi, cảm ơn chị. Này. Trái nữa hả? Ở đâu chị? Anh chị đâu? Quận Kiều. Quận Kiều hả? Dạ, quận 5. Dạ. Dạ. Ngày nào cũng đi làm đi ngang qua đó mà. Dạ. Bé Tiên lựa tiếp cho một trái nữa cho khách kìa. Khách đặt online á. Giờ video ngắn lắm nha cô chú anh chị và các bạn. Đừng kéo nha. Kéo hết. Dạ, địa chỉ của anh Thanh nè. Mua đâu? 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 M
mình gấp vui quá. 8 giờ rồi. Đi lên 8. Dũng ơi, Dũng, Dũng. 273.000 ạ. Vui. Dũng, ném qua mày Dũng. Để liên hình. Nay chấp nhận lên sóng rồi. Nay chấp nhận lên sóng không? Lên sóng không? Đưa lên cân nhất luôn. Thử không chị? Thôi kìa, thôi kìa. Tôi vừa đây, giờ này ra là thấy quay nữa. Dạ anh. Rồi, cảm ơn anh nha. Em ở đâu anh chị đâu? Ở Thủ Đức. Thủ Đức luôn hả? Trời ơi. Rồi. Hai bạn từ Thủ Đức lên mới vừa coi. Nhớ vợ, Thanh nhớ vợ. Rồi Trúc có đi mấy bữa rồi ông nhớ. Còn ông đi nguyên cả tháng mà Trúc không nhớ. Anh nói thiệt cái có nhớ vợ không? Không. Không à, tôi chứ. Già rồi, nhớ nhung gì nữa anh ơi. Trời ơi. Chút có nghe câu này lắc đầu. Ôi 40 rồi. Ôi 40. Dạ còn phía bên này là tôm hộp 300.000 một ký. Mày cho lã trời. 75.000 anh ơi. Dạ không nhậu hả? Mấy? 75.000 ở chú Khoe. 78 lấy 75 á, dùng luôn, dùng đẹp luôn. Không nhậu á, nhậu. Ướp bia rồi sao vậy? Lách xe rồi. Lách xe rồi hư. Bia nó hư.